Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một sở thị Ducati Wrangler Icon Dash 2020 vừa được ra mắt với mức giá rẻ nhất trong gia đình Wrangler. Bất kỳ khi nào Ducati thêm cái từ Dash vào cái mô hình của mình, bạn có thể chắc chắn rằng hai điều. Chắc đầu tiên là cái mẫu xe đó sẽ có thêm cái gam màu đen. Và cái điều thứ hai, nó sẽ có mức giá bán rẻ hơn so với các hình tương tự khác. Vì vậy, cái mẫu Ducati Wrangler Icon Dash 2020 vừa được ra mắt tại cái sự kiện Ducati World Premier 2009 đã mang những cái đặc điểm này khi đến với những tay khách hàng của mình vào đầu năm 2020. Đúng như tên gọi, Wrangler Icon Dash 2020 dựa trên cái phiên bản Wrangler 800. Cái mẫu xe mới này nổi bật với những chi tiết như khung xe, yên xe của mình đều mang gam màu đen, chỉ sử dụng cái gam màu bạc ở hai bên xăng để tạo thêm cái chút điểm nhấn nhằm bớt đi cái vẻ là tối tăm của cái chiếc xe. Cái mẫu xe này được hoàn thiện hơn với cái màu đen mờ, khung xe chilis đôi, cái màu đen và yên xe với cái viền màu xám, bình nhiên liệu hình giọt nước bằng thép, hoàn chỉnh với những cái tấm bền bằng nhôm có thể thay thế được. Ducati Wrangler Icon Dash 2020 mang rất nhiều đặc điểm tương tự phiên bản Wrangler 800 như một cái tay lái rộng cho cái vị trí điều khiển thoải mái hơn. Chiều cao yên thấp là 798mm, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Trọng lượng thấp 175kg khô. Sử dụng hệ thống điều khiển dạng LCD hình tròn hiển thị chức năng đầy đủ. Tiếp tục với cái chủ đề gam màu đen đúng với như tên gọi phiên bản này, Wrangler Icon Dash 2020 được sử dụng cái cấp sau bằng nhôm màu đen, bộ gương hậu cái dạng tròn màu đen, bộ mâm hợp kim 10 chấu gam màu đen, kết hợp cùng chiếc cặp lốp Pirelli MT6 RS lấy cảm hứng từ dòng Enduro khá đặc trưng của phiên bản Wrangler Icon từng được ra mắt trước đó. Sức mạnh của mẫu xe mới vẫn là một khối động cơ Airstream dung tích thật là 803cc, làm mát bằng không khí, sinh ra một công suất là 75 lực cùng với một cái moment sắc đại 67 Nm, đi cùng hộp số con tài 6 cấp. Ngoài ra còn được trang bị hệ thống con dầu nhẹ hơn và có nhiều cấp độ điều chỉnh, giúp người điều khiển không mất nhiều sức trong quá trình sử dụng. Ngoài cái phần hiệu năng, cái phiên bản mới Wrangler Icon Dash 2020 cũng tương thích hệ thống đa phương tiện của Ducati. Các bạn kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh để nghe nhạc, thực hiện cuộc gọi và nhiều ứng dụng khác. Bên cạnh thiết kế cái màu sắc độc đáo thì Wrangler Icon Dash 2020 còn được chú ý với mức giá bán cho là rẻ nhất trong gia đình Wrangler của nhà Ducati, dựng ở mức 7.595 euro, tương ứng là 169 triệu Việt Nam đồng, tức hơn rẻ hơn 700 euro, tương ứng là 18 triệu Việt Nam đồng cho phiên bản nhiều màu sắc hơn, mặc dù công suất thực là giống nhau. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và tiếp nhớ like, subscribe.